có bộ ngố, ngố trắng nha mọi người, dưới 20kg chăm chín, trên 20kg cho em 205 ngố vịt. Ngố vịt thì em nha. Ok, để em lên máu đầm mình coi nha, tại thấy đầm đẹp hồi nãy giờ chị mua xích bổ quá trời. Đầm này cưng nè, con vàng bèo bèo này cho em 200 nha, mịn lắm luôn. Cái này cho em là đầm này cho em có thay tới 40kg luôn mấy chị. Đầm vàng bèo cánh tiên nha mọi người, vải mịn lắm, vải đẹp như cái hàng mà đầm thần thánh mà hồi em bán quá trời quá đất luôn á mọi người ơi. Áo mua bé trai 35kg, bây giờ còn màu vàng thôi nha chị Thảo Lê ơi. Còn màu vàng con vịt thôi, mới còn 35 chứ ngoài ra các màu còn lại em không còn màu nào 35 hết. Rồi đầm nha mọi người, đầm dây cho em, đầm dây caro cho em 205.000 nha. Rồi đầm sọc cam, đầm sọc cam nơ 22kg có giá là 200 nha chứ ơi. Con cam nơ bằng bận bằng dây kéo em nha, dáng là form ao. Cái phần vai của nó may nó có dúng nhẹ ngay cái phần nối vai này giùm em nha. Áo lẻ bé trai phối quần sau lưng, áo lẻ bé trai phối quần sau lưng hả chị, là con này đúng không? Em có size đến 54kg áo lẻ trai, giá dưới 20kg sẽ là 175, trên 20kg 185, trên 35kg 215.000 áo lẻ bé trai giùm em nha. À, bộ như bọn là đùi đó không ơi, như có ghi ở trên màn hình là xếp đùi sen kìa mọi người. Sọc cam nơ 22 cho chị Ngô Thúy An, đầm caro 36kg cho Nguyên Sara, đầm caro, đầm dây này phải không Nguyên ơi? Đầm dây uni đúng không? 205 con này đúng không? Áo khủng long.